Chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển vở bài tập chính tả lớp 2. Quyển sách nằm trong bộ Chọn bộ tiếng Việt lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong bài Viết hoa tên người. Trước khi thực hiện các bài tập thì cô sẽ nhắc lại về phần quy tắc viết hoa tên người. Đó là khi viết hoa tên người thì chúng ta sẽ cần viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tạo thành tên đó. Vậy thì dựa vào quy tắc này, cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các bài tập như sau. Câu 1. Em hãy viết lại tên của người phù hợp với các bức tranh sau. Với câu hỏi số 1, các em sẽ quan sát phía bên dưới có các bức tranh, trong đó là nhân vật ở trong các câu chuyện. Các em sẽ ghi lại tên riêng của những người ở trong bức tranh đó. Hình ảnh thứ nhất, đây là hình ảnh gia đình của Mai An Tiêm đang ở trên đảo và trồng được những cây dưa hấu. Vậy thì chúng ta sẽ có tên riêng của người phù hợp với bức tranh thứ nhất, đó là Mai An Tiêm. Đây là nhân vật ở trong câu chuyện nói về sự tích của quả dưa hấu. Hình ảnh thứ hai, đây là hình ảnh chàng Thánh Gióng đang cưỡi ngựa sắt và nhổ bụi tre bên đường để đánh tan quân giặc. Vậy các em sẽ ghi tên riêng của nhân vật ở trong câu chuyện Thánh Gióng, đó là tên nhân vật là Thánh Gióng. Hình ảnh thứ ba, đây là hình ảnh của hai bà Trưng đang cưỡi voi để xông lên đánh tan quân giặc. Vậy các em sẽ ghi tên riêng phù hợp với bức tranh thứ ba, đó là hai bà Trưng. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 2. Em hãy gạch chân dưới tên người trong các câu văn sau. Với câu 2 này thì bên dưới chúng ta sẽ có 4 câu văn A, B, C và D. Trong đó sẽ có tên của người, các em sẽ sử dụng thước kẻ để gạch chân dưới những tên đó. Đầu tiên ý A, em tên là Nguyễn Thùy Linh, nhà em ở đường Chùa Bộc. Trong câu này thì sẽ có tên của người đó là Nguyễn Thùy Linh. Còn Chùa Bộc thì là tên một con đường chứ không phải tên người nên các em sẽ không gạch chân dưới từ này. Ý B, Nguyễn Mạnh Kiên là tên của anh trai em. Trong câu này thì sẽ có tên người đó là Nguyễn Mạnh Kiên. Ý C, Nguyễn Viết Long là con ngoan trò giỏi. Trong ý C này thì sẽ có tên người đó là Nguyễn Viết Long. Và cuối cùng ý D, hôm nay Nam Anh sẽ về quê ở Nam Định. Trong câu này thì sẽ có tên người đó là Nam Anh. Còn Nam Định là tên địa lý của một tỉnh chứ không phải tên người nên các em sẽ không gạch chân dưới từ này. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 3. Điền chữ đờ đúng hoặc chữ sờ sai sao cho phù hợp với các tên riêng sau. Tên riêng thứ nhất, Nguyễn Ngọc Mai. Tên riêng này viết chưa đúng chính tả. Bởi vì từ gồm có 3 tiếng là tiếng Nguyễn, Ngọc và Mai. Tiếng Nguyễn thì đã viết hoa chữ N, nhưng tiếng Ngọc thì chưa viết hoa chữ N và tiếng Mai thì chưa viết hoa chữ M. Vậy đây là một tên riêng viết sai. Các em sẽ điền chữ sờ vào ô trống ở tên thứ nhất. Tên thứ hai, Phạm Hà Oanh. Đây là một tên riêng viết sai chính tả. Trong tên riêng này sẽ gồm có 3 tiếng là Phạm, Hà và Oanh. Tiếng Phạm và tiếng Hà đã viết hoa chữ P và chữ H rồi, tuy nhiên tiếng Oanh thì chưa viết hoa chữ O. Nên các em sẽ viết chữ sờ vào ô trống trước tên thứ hai là tên viết sai. Tên riêng thứ ba, Bùi Văn Tuấn. Đây là một tên riêng đã viết đúng với tiếng Bùi viết hoa chữ B, tiếng Văn viết hoa chữ V và tiếng Tuấn viết hoa chữ T. Vậy các em sẽ viết chữ đờ cho tên riêng viết đúng. Và tên riêng thứ tư, Hoàng Hòa Bình. Đây là một tên riêng đã viết đúng với 3 tiếng là Hoàng, Hòa và Bình. Đều đã được viết hoa chữ cái đầu. Câu 4. Em hãy tô màu vào những tên riêng viết sai. Với câu số 4 này thì các em sẽ quan sát phía bên dưới gồm có 6 tên riêng. Tên riêng nào viết sai thì em sẽ sử dụng bút màu để tô màu vào những tên riêng đó. Đầu tiên, Phạm Gia Huy. Đây là một tên riêng đã viết đúng. Tên riêng thứ hai, Phan Thu Thủy. Đây là một tên riêng viết sai bởi vì các tiếng của từ này thì chưa được viết hoa các chữ cái đầu.
Từ thứ ba, Mai Thu Lan. Đây là một tên riêng đã viết đúng. Từ thứ tư, Nguyễn Hoàng Khánh An. Đây cũng là một tên riêng đã viết đúng. Từ thứ năm, Bùi Gia Hân. Đây là một tên riêng viết sai, trong đó tiếng Hân thì chưa được viết hoa chữ hờ. Và cuối cùng, Phan Thị Lan Anh. Đây cũng là một tên riêng viết sai bởi vì tiếng thị chưa được viết hoa chữ tờ, còn tiếng Anh chưa được viết hoa chữ A. Các em sẽ sử dụng bút màu để tô màu vào những tên riêng viết sai, đó là Phan Thu Thủy, Bùi Gia Hân và Phan Thị Lan Anh. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 5. Em hãy viết hai tên riêng chỉ anh hùng dân tộc Việt Nam. Với câu hỏi số 5 này thì các em biết tên của những anh hùng dân tộc Việt Nam nào, các em sẽ viết lại xuống phía dưới ô trống trong câu số 5. Cô ví dụ, hai tên riêng chỉ anh hùng dân tộc Việt Nam đó là Trưng Trắc và Trưng Nghị. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 6. Điền tên riêng thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu văn sau. Chủ tịch ... là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Với câu hỏi số 6 này thì chúng ta sẽ điền tên riêng thích hợp, đó là Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Vậy các em sẽ điền vào trong chỗ trống tên riêng Hồ Chí Minh. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 7. Khoanh tròn vào tên riêng viết đúng chính tả phù hợp với các bức tranh sau. Các em quan sát hình ảnh phía bên tay trái của bài tập và các em sẽ chọn tên riêng viết đúng chính tả phù hợp. Hình ảnh thứ nhất, đây là hình ảnh người anh hùng dân tộc Trần Quốc Toản đang bóc nát quả cam, thể hiện ý chí quyết tâm đánh tan quân giặc. Như vậy thì tên đúng của nhân vật ở trong bức tranh là Trần Quốc Toản. Ở phía bên cạnh thì các em sẽ chọn từ viết đúng chính tả là Trần Quốc Toản tên riêng thứ nhất hay Trần Quốc Toản tên riêng thứ hai. Trong trường hợp này thì Trần Quốc Toản cách viết thứ nhất thì đang viết sai chính tả, còn cách viết thứ hai thì đã viết đúng chính tả. Vậy các em sẽ khoanh tròn vào tên riêng của nhân vật trong bức tranh là Trần Quốc Toản với cách viết thứ hai. Tiếp theo ở hình ảnh thứ hai thì các em sẽ chọn tên riêng viết đúng nhân vật ở trong bức tranh là Mai An Tiêm hay là Thạch Xanh. Vậy trong hình ảnh thì các em thấy đây là nhân vật Mai An Tiêm trong chuyện Sự Tích Về Quả Dưa Hấu. Vậy trong hai cách viết này thì cách viết Mai An Tiêm thứ nhất đã viết chưa đúng chính tả, còn cách viết Mai An Tiêm thứ hai đã viết đúng chính tả. Vậy các em sẽ khoanh tròn vào tên riêng của nhân vật là Mai An Tiêm với cách viết thứ hai. Tiếp theo câu hỏi số 8. Sắp xếp các từ dưới đây để được quy tắc viết hoa tên người. Các em quan sát các từ mỗi tiếng của viết hoa, đầu, tên đó, dấu chấm, chữ cái, tạo thành. Vậy với những từ ngữ này các em sẽ sắp xếp theo thứ tự như sau. Từ viết hoa sẽ ở vị trí số 1, từ chữ cái ở vị trí số 2, từ đầu ở vị trí số 3, từ của ở vị trí số 4, từ mỗi tiếng ở vị trí số 5, từ tạo thành ở vị trí số 6, từ tên đó ở vị trí số 7 và dấu chấm ở vị trí số 8. Vậy sau khi sắp xếp chúng ta sẽ có câu văn hoàn chỉnh, đó là viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó chấm. Các em sẽ viết lại câu văn này xuống phía dưới phần ô trống. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong bài viết hoa tên người. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn vở bài tập chính tả lớp 2 của bộ sách Chọn bộ tiếng Việt lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.